Kính thưa quý vị, những điều chúng tôi đã phân giải ra đây là những điều mà chúng tôi đã trực tiếp trong cuộc đời tu hành của chúng tôi. Chúng tôi đã thấu suốt rất rõ ràng từ đời sống tu sĩ, cư sĩ và đến các pháp môn như thế nào đúng, như thế nào sai. Chúng tôi nói ra đây là để thầy chúng tôi và cũng như quý vị tăng ni Phật tử hiểu rõ Phật pháp, để trở về đúng với con đường tu hành của đạo Phật. Chúng tôi không có ý xấu xa bài bác mọi con đường, mọi pháp môn tu hành của quý thầy, của thầy chúng tôi. Chúng tôi nói ra những điều này là vì chúng tôi rất hiểu rõ ràng mọi pháp môn, mọi con đường tu hành, từ thiền Đông Độ đến kinh Đại Thừa, mà chúng tôi cứ ngồi nhìn quý vị tu hành, ngày tháng qua mau, sanh tử gần kề, chúng tôi không thể chịu được nữa. Phải nói dù chúng tôi có tan xương nát thịt, nói dù chúng tôi có như thế nào, chúng tôi cũng đành cam chịu. Nói để thầy chúng tôi chứng hưng Thiền Tông Việt Nam, làm sáng tỏ Thiền Tông Việt Nam, và Thiền Tông Việt Nam sẽ có ích lợi thiết thực cho loài người nói chung, cho văn tộc, cho dân tộc Việt Nam nói riêng, và thiền sẽ sống mãi muôn đời với con người trên thế gian này. Kính thưa quý vị Phật tử, khi chúng tôi đã nói ra những điều này thì quý vị khó mà còn gặp được chúng tôi nữa. Tại sao? Chúng tôi nói ra vì Phật pháp, vì sự tồn vong của Phật pháp, chứ không phải nói ra vì danh, vì lợi, vì tranh hơn thua cao thấp với quý thầy, với thầy chúng tôi. Chúng tôi đã xả bỏ hết danh lợi của cuộc đời, cho nên chúng tôi chẳng màng quý vị biết đến chúng tôi làm gì. Chúng tôi sẽ ẩn bóng để thầy chúng tôi và huynh đệ của chúng tôi hướng dẫn quý vị trên đường tu hành của đạo Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, tại sao chúng tôi lại phải ẩn bóng bỏ các vị mà đi? Xin thưa cùng quý vị, có hai điều kiện. Một, quý vị sẽ hiểu lầm chúng tôi đem kinh nghiệm tu hành của mình đã đạt được ra tranh hơn thua với quý thầy, với thầy chúng tôi. Hai, chúng tôi không muốn manh muốn Phật pháp thành nhiều đoàn thể, nhiều tông phái khác nhau, để làm tan nát ngôi nhà Phật giáo. Kính thưa quý vị, chúng tôi chỉ muốn những kinh nghiệm của chúng tôi được trao lại cho một vị thầy có đức độ, có uy tín với quý vị, để thầy để vị thầy ấy xây dựng lại ngôi nhà chánh pháp của đạo Phật. Những kinh nghiệm tu hành của chúng tôi chỉ là những viên gạch để chúng ta là những người con Phật xây dựng lại tòa nhà Phật giáo mà từ lâu đã vô tình chúng ta bị ảnh hưởng mọi chiều hướng, đã khiến tà nhà Phật giáo sụp đổ tan tành. Đến đây, chúng tôi xin chấm dứt buổi nói chuyện hôm nay.
gửi lời thăm và chúc cả gia đình của quý vị thân tâm thường vui vẻ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.